phố Việt Phila Dover xin mến chào các bạn đến với chương trình đọc truyện xưa. Chúc các bạn luôn vui, khỏe, bình an và được nhiều may mắn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng và Nhất Linh. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Chương 4. Ngọc ở nương chè về, giác điệu buồn rầu đứng tựa cột hiên chùa, nhìn vơ vẩn. Dưới chân đồi, thẳng cửa tam quan trông ra, con đường đất đỏ, ngoằn ngoèo ti tít đi về phía rặng tre xanh biếc, bao bọc mấy xóm lá xa xa. Bên đường, rạch nước phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như tấm kính dài. Cảnh đẹp bỗng gợi lòng thích hội họa của Ngọc. Xưa nay, chàng đi chơi đâu cũng thường đem theo giấy, cùng hợp màu thủy họa. Chàng liền xuống nhà trai, mở vali lấy các họa cụ lên ngồi vẽ. Đường hí hoáy trộn pha màu, nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng, Ngọc quay lại và kêu. À, chú Lan! Đương buồn, gặp chú Tiểu, chàng lại thấy lòng vui. Chàng cũng chẳng hiểu vì sao, cứ vắng chú lâu lâu là cảm thấy mình nhớ vơ nhớ vẩn, như thiếu cái gì mà không nhận ra. Song ở nơi hẻo lánh không mấy ai biết nói câu chuyện cho ra chuyện, thì hai người trí thức làm gì mà chẳng chóng thành một cặp tri kỷ. Cái đó có chi là lạ? Chú Lan nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh rồi bình phẩm. Cây đại, ông vẽ sao không có ngọn? Không cần có ngọn. Thế thì không đẹp rồi. Ngọc mỉm cười. Nhưng gần quá thì trông sao đủ toàn thân cây được. Ừ, ông phải thêm vào chứ. Mặt cảnh của ông không có người. Ấy, tôi cũng biết thế. Chính tôi đừng muốn tìm một người làm kiểu mẫu hộ. À, hay là chú đứng chờ tôi vẽ nhé. Cứ nghĩ ra mà vẽ không được à? Cũng được, nhưng không đẹp, vì không giống hệt dáng bộ. Đi, chú làm ơn ra đứng tựa gốc cây đại cho một lát. Vâng, thì ra đây này, nhưng ông vẽ cho mau mau nha. Ngọc đặt cái bìa cứng lên hai đùi, cầm bút chì, ngồi nghĩ ngợi. Chú nhìn ngang về phía dặn đồi bên tả. Được đấy, chú đứng yên cho. Độ 15 phút sau, Ngọc hai tay cầm dơ bức tranh, nhắm một mắt lại ngắm nghía, rồi mẩm mỉm cười. Xong rồi, cảm ơn chú. Lan vội vàng bước lại gần ngưỡng cửa chỗ Ngọc ngồi, thoạt nhìn chú kinh ngạc. Ấy chết, sao lại vẽ tôi mặc áo tứ thân như con gái thế? Không hề chi, tôi chỉ mượn chú làm mẫu để vẽ một người con gái đẹp thôi mà. Chú Lan có dáng không bằng lòng, ngoay ngoẩy quay đi. Ngọc vội giật lại. Này chú giận tôi đấy à? Lạnh lùng, chú Tiểu đáp. Ông khinh tôi quá, lần này không biết là lần thứ mấy, ông chế giễu tôi, ông coi tôi như là một người con gái. Không phải là tôi dám khinh chú, chỉ vì chú đẹp trai lắm kìa. Mọi lần tôi không nhớ, nhưng lần này thì tôi xin lỗi chú. Quả thực là tôi không có ý gì chế giễu chú, tôi chỉ muốn vẽ bức tranh cổ tích thôi. Chú Lan tuy giận mà cũng không nhịn cười được. Tranh cổ tích thì cần gì có hình tôi. Ấy thế mới vẽ chú ra một người con gái đấy. Chính tôi muốn thuật lại bằng nét bút sự tích bà công chúa đời nước Nhân Tôn xuất gia đậu Phật. Câu chuyện chú kể cho nghe bữa nọ ấy mà. À, ra thế. Đây chú coi, công chúa vừa tới chùa, đứng tựa gốc đại già, nhìn về phía Thăng Long, nghĩ tới đức vua cha cùng hoàng hậu, dầu dầu giọt lệ rơi trên má. Thế thì ông vẽ sai rồi, công chúa quả quyết đi tu, mới tới chùa là vui đạo Phật ngay. Chuyện thực tế vẫn thế, nhưng tôi muốn tả cái tâm tình công chúa lúc bấy giờ đường phân vân, nửa muốn quay về nơi đế đô vì sợ cha mẹ thương nhớ, nửa muốn ở lại mà tu thành quả phúc. Lan mỉm cười,
Ngọc thấy Lan cười, cũng cười theo, rồi nói luôn. Lúc bấy giờ có tiếng chuông chùa ngân nga như để đánh tỉnh cơn mê, như để gột rửa linh hồn trần tục của công chúa. Lan lại cười. Ông vẽ sao được tiếng chuông? Vẽ được chứ. Nghĩa là vẽ công chúa, con mắt lờ đờ, ngước nhìn trời như đương nghe chuông chùa mà cầu khấn Đức Thích Ca Mâu Ni, xin ngài cứu vớt cho thoát được chốn trầm luân. Nếu ông vẽ được thế thì khéo lắm đấy. Còn vẽ công chúa mặc áo tứ thần thì chắc ông theo sự tích Phật và Phật Tổ khi đã rời bỏ cung điện, liền cởi bộ gắm, đổi lấy áo cà sa của một vị hòa thượng. Ngọc tuy không hiểu sự tích Phật cũng trả lời liều. Ấy chính thế. Một lúc lâu, hai người ngồi im lặng trên thềm hiên chùa, mỗi người đương theo đuổi một ý tưởng riêng. Về phía đông nam, mấy trái đồi phản chiếu ánh chiều tà, nhuộm một sắc màu da cam, nền trời xanh nhạt, lơ thơ mấy áng mây hồng, in trên cánh đồng lúa chín, màu vàng thẫm, con cò trắng thong thả bay về phía tây, đôi cánh lờ đờ cất lên đập xuống, loang loáng ánh mặt trời. Bên cái quán gạch cũ, ẩn nấp dưới đám mây đen, trên con đường hẻm, vài ba đứa một đồng cưỡi trâu hát nghêu ngao trở về trong xóm. Ngọc cất tiếng hỏi Lan. Trong cảnh này, tôi tưởng tượng còn thiếu một thứ gì? Ấy là ông tưởng tượng đó thôi. Phải, cái cảnh đẹp thế kìa, êm đềm thế kìa, dịu dàng thế kìa, tôi coi vẫn như không có linh hồn. Cũng như lúc nãy, chú bình phẩm bức tranh của tôi, chê rằng thiếu vẽ hoạt động vì không có vẽ người. Lan cười hỏi. Vậy thiếu cái gì? Thiếu ái tình. Vì cảnh yên lặng, diễm lệ này tạo hóa chỉ để riêng cho những người biết yêu thưởng thức. Lan lãnh đạm trả lời. Không phải. Thiếu tiếng chuông, vì đến giờ thỉnh chuông rồi mà tí nữa là tôi quên đấy. Dứt lời, Lan vội vàng cắm đầu chạy. Ngọc gọi. Đợi tôi với. Rồi cũng chạy theo sau. Khi lên đến cầu thang gác chuông, bỗng Lan kêu rú lên một tiếng, lùi lại. Ngọc vừa bước tới, thành thử Lan ngã ngay vào lòng chàng. Ngọc ôm bạn, liêm diêm cặp mắt. Cái gì thế? Câu hỏi như đánh thức linh hồn chú tiểu. Chú giật mình, đẩy mạnh Ngọc ra, rồi chạy tuột xuống chân thang. Ngọc theo xuống. Cái gì mà chú sợ hãi quá thế? Lan thở hồng hộc, ngồi xẹp xuống bậc thang, nói không ra tiếng. Con rắn. Ngọc ngơ ngác. Con rắn à? Chú trông thấy ở đâu? To hay bé? Lan mặt còn tái như gà cắt tiết nhưng đã hơi hoàn hồn, mỉm cười gượng trả lời. Bằng cái đũa cá ấy, nó có đốm hoa. Trời ơi, hú vía. Chú để nó đấy cho tôi. Ngọc quay đi tìm khí giới. Mấy phút sau, chàng trở lại, đem theo một cây đòn sóc. Lan đã hết sợ, ngăn lại. Thôi, thôi, ông đừng đánh người phải tội. Ở nhà chùa không được sát sinh. Thế nó cắn mình, nó có phải tội không? Vừa nói, chàng vừa xăm xăm chạy lên thang. Khi chàng gần tới nơi, Lan ngửa mặt trong, lo lắng. Ông hãy đứng lại, nhìn quanh xem nó nằm ở chỗ nào đã. Chẳng nhỡ vô ý dẫm lên phải nó cắn thì khốn. Ngọc theo lời, khiển chân nhìn khắp một lượt, rồi cúi xuống gọi. Chú Lan, cứ lên. Nó chạy rồi, không thấy nó đâu nữa. Chàng rón rén bước lên, rồi xem xét lại một lượt khắp các xó gác chuông. Chú Lan cũng đã tới, nhớn nhác nhìn xung quanh, chưa hết sợ. Bây giờ thì chú cứ yên tâm niệm Phật thỉnh chuông. Rắn có trở lại đã có tôi tiếp chiến. Câu nói khôi hài đã khiến hai người cười rang. Rồi Lan bắt đầu thỉnh chuông. Còn Ngọc thì chống đòn sóc tựa vào tường, đứng khoanh tay, phửa ngực hút thuốc lá, trông ra dáng một tay hào hiệp,
và có vẻ tự phụ bên vực được một người yếu đuối đã sẵn lòng ký thác sự bảo hộ cho mình. Đêm hôm ấy, Ngọc trằn trọc loay hoay trên chiếc giường tre, không sao ngủ được, trong lòng nghĩ vẫn nghĩ vơ. Vì lúc chú Tiểu sợ hãi, ôm chầm lấy Ngọc, Ngọc có một cảm giác khác thường. Cảm giác ấy vẫn còn mang mát trong lòng. Ngọc tự hỏi, sao khi anh em bạn ta đùa ôm ta như thế, ta không thấy tim hồi hộp? À, phải rồi, chỉ vì ta yên chí rằng chú Lan là con gái. Ngọc bỗng bật cười, cười sằng sặc. Đêm khuya thanh vắng, Ngọc tự nghe tiếng cười của mình khanh khách giữa khoảng im lặng thì rùng mình ghê sợ. Nằm mãi không ngủ được, Ngọc liền dậy mặc quần áo đi bách bộ ngoài hiên. Hôm ấy vào hạ tuần, trăng vừa mọc, trông như cặp sườn trâu treo ngược trên đỉnh đồi. Cũng là trăng khuyết, nhưng đối với trí tưởng tượng của Ngọc thì trăng thượng tuần trông dịu dàng âu yếm, mà trăng hạ tuần trông lạnh lẽo buồn tẻ. Ngọc đi đi lại lại không biết bao nhiêu lượt trên hiên nhà trai. Khi tới phòng chứa là chỗ chú Lan ngủ thì như có sức mạnh thiêng liêng gì giữ chàng lại. Chàng dừng bước, đứng lắng tai nghe, không một tiếng gì lạ, chàng lại đi. Một lần, Ngọc áp má vào cánh cửa buồng, bỗng cánh cửa mở tung ra, làm Ngọc suýt té nhào. Thì ra buồng kho không có ai. Ngọc đứng nhìn quanh khắp một lượt, nghĩ thầm, quái, chú này đêm khuya đi đâu thế? Được, ta cứ thung thằng bách bộ, thế nào hắn cũng trở về buồn. Khi đến đầu hiên bên kia, Ngọc trông lên chùa trên, nhát thấy ở chỗ khe cửa tò vò có một vật đen đen vừa đi vụt qua, liền lần tới xe xẻ đẩy cửa bước vào. Trong chùa lờ mờ tối, trên bàn thờ ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu ánh, một cái bóng đen với bó hương tỏa khói. Ngọc trục giày trơm, rón rén lại gần, thì thấy chú Lan cắm hương vào bát hương, rồi quỳ trên bục gỗ, chắp tay lăm răm cầu khẩn. Ngọc tùy núp sau một cái cột ngay bên cạnh, nhưng vì Lan khấn nhỏ quá, không nghe rõ, chỉ thỉnh thoảng lọt vào tai Ngọc những mẫu câu đại khái như, phù hộ cho đệ tử, đủ nghị lực, xa chốn trầm luân. Lạ nhất là luôn luôn Ngọc nghe rõ Lan nhắc đến tên mình, đi liền với một cái tên khác, hình như Thi thì phải. Ngọc liền ở chỗ ẩn nấp đi ra, định đến vỗ vai chú Tiểu. Nhưng bấy giờ, tâm trí để cả vào sự cầu nguyện, Lan không biết rằng Ngọc lại gần, thành thử chàng đứng ngay sau lưng mà chú vẫn không ngờ. Ngọc bỗng giật mình kinh sợ vì chàng vừa nghe chú Tiểu khấn một câu ghê gớm. Đệ tử đã dốc lòng tin mộ đạo, không ngờ nay mới biết lòng trần tục vẫn chưa rũ sạch. Nhưng đệ tử xin thề ở trước mặt Đức Từ Bi. Nghe tới đó, Ngọc rón rén lui về phía cửa rồi lẳng lặng bước ra. Chương 5. Trong chùa Long Giáng, kẻ tới người lui có vẻ tấp nập nhộn nhịp. Dưới nhà ngang đối diện với nhà trai, ông hộ và ba bốn người làng đến giúp việc, đứng bên chiếc bàn dài, kẻ lau lá mít, kẻ đóng oản, tiếng kêu chí chát. Chốc chốc lại thấy có người đội voi giấy, ngựa giấy và những hình nhân đến. Ngọc tuy lần đầu được mục kích quang cảnh ấy ở chùa, nhưng cũng chẳng lưu ý tới. Lòng chàng đưa băn khoăn về câu chuyện tối hôm qua, nên nhớt nhát chàng đi tìm Lan để dò cho ra bí mật. Lên trên chùa, chàng gặp chú Lan đương cầm phất trần phẩy bụi ở các pho tượng, còn chú Mộc thì lúi húi lau các cây đèn nến và bình hương, ống hoa. Ngọc lại gần hỏi, chùa ta sắp có việc gì mà có vẻ náo nhiệt thế? Chú Mộc quay lại trả lời, hôm nay bắt đầu làm chay cho vong linh ông Hàn. Thảo nào, ở nhà tổ thấy nhiều đồ mã thế. Ngọc chỉ hỏi, chỉ nói cho qua quýt,
nhưng bao tinh thần đều chú ý cả vào Lan, mong cho chú Mộc bỏ đi để ở lại một mình với Lan. Im một lúc lâu, chàng lại vớ vẩn hỏi Mộc. Thế chú không xuống nhà giúp việc đóng oản? Không phải việc của tôi. Câu trả lời cọc lóc khiến Ngọc khó chịu. May sao, chú Lan như giúp được nguyện vọng của chàng, bỗng bảo chú Mộc chạy qua xuống nhà tổ xem sư cụ có truyền điều gì không, vì hai người cắm cúi suốt từ sáng sớm đến giờ ở trên chùa. Ngọc nghĩ thầm, hắn vô tình hay hắn muốn ở lại một mình với ta? Song tuy được như trong lòng mong ước mà chàng cũng chẳng biết hỏi câu gì. Quái lạ, trước chàng mới ngờ bạn là gái thì đứng trước mặt bạn, cử chỉ, ngôn ngữ còn được tự nhiên. Này, đoán chắc bạn là gái rồi thì lại thấy mình bẽn lẽn, ngượng nghịu. Có lẽ đó là tính nhút nhát của con người có giáo dục, có lương tâm. Hay đó chính là ái tình? Ngọc mũm mỉm cười, trong lòng sung sướng, chàng đương tìm cách khai mào câu chuyện, bỗng có tiếng guốc lợp cợp, ngoảnh lại thì sư cụ đã đến gần, cười bảo với Ngọc. Cháu lên đây để nghỉ ngơi, cần được yên tĩnh mà gặp tuần chay thế này chắc phiền cho cháu lắm nhỉ? Bạch cụ cũng không sao ạ. Nhưng cháu ở chùa làm phiền cụ và làm khó nhọc cho các chú tiểu. Tới nay đã hơn nửa tháng, nên cháu muốn xin phép cụ mai cháu về Hà Nội ạ. Ngọc vừa nói vừa nhìn Lan, xem Lan có tỏ ra vẻ mặt vui buồn chăng. Nhưng vẫn thấy Lan điềm nhiên, đứng cầm phất trần phẩy bụi, không hề lưu ý đến mình. Sư cụ ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, nếu cháu sợ chuồn chóng làm ầm ĩ thì bác chả dám giữ. Bạch cụ, không phải thế. Hay cháu sợ ngăn trở việc học của cháu? Nếu chỉ có thế thì cháu cứ kê các tên sách cháu cần dùng. Vài hôm nữa, bác bảo chú Lan lên Hà Nội lấy cho cháu. Ngọc ngỏ lời xin về là chỉ để dò ý tứ Lan, nên thấy sư cụ giữ thì đứng im. Sư cụ biết Ngọc thuận ở lại, quay ra bảo Lan, xong việc tầm chay, chú về Hà Nội. Ngọc vội đỡ lời, bạch cụ, cháu đã đem đủ các sách rồi. Thế thì càng hay. À, này cháu, bác nghe nói người Tây, người ta cũng dịch kinh Phật, có phải không? Bạch cụ, vâng, nhất là một quyển của người Đức. Cháu nghe nói có giá trị lắm, nhưng cháu chưa có đọc. Cháu biết tiếng Đức à? Bạch cụ, không, nhưng sách ấy có bản dịch chữ Pháp. Vậy thì cháu nên mua mà xem để biết qua đạo Phật. Ngọc nhìn Lan mỉm cười. Bạch cụ, để rồi cháu nhờ chú Lan giãn cho cũng đủ. Chú ấy đã biết gì, nhưng cháu còn bận bao nhiêu thứ. Khi nào thi đỗ đã, rồi hãy khảo cứu về đạo Phật cũng được. Cháu chỉ nên biết rằng đạo Phật huyền bí lắm, chứ những điều trông thấy ở trước mắt không phải là điều cốt yếu của đạo Phật đâu. Cho chí những việc lễ bái, đàn chay cũng là phải có để khuyên đàn bà và những kẻ vô học làm điều thiện đó thôi. Sư cụ đứng nhìn quanh một lượt, rồi hỏi chú Lan, chú Mộc đâu? Bạch cụ, chú Mộc vừa xuống nhà tổ. Chú ấy chưa đi mời các sư ông chùa Long Vân, Hàm Long đến dự ạ. Bạch cụ, chưa. Thôi chú ở lại sửa soạn, quét tước để ta bảo chú Mộc đi ngay kẻo muộn. Sư cụ vội vàng đi ra. Ngọc đứng ngắm chú Lan làm việc, cố tìm cách gợi câu chuyện bí mật. Chàng đến gần nói, tôi xin về, cụ chưa cho về, chán quá. Lan không quay lại, trả lời, ông quen ở nơi đô hội náo nhiệt, lên đây thấy cảnh chùa chiền tịch mịch chắc buồn lắm nhỉ? Không phải thế, tôi chỉ sợ tôi ở đây lâu làm phiền chú, mà lại làm phiền cả cho tôi.
sao lại phiền đến tôi được, thưa ông? Còn như ở đây có ai làm phiền ông thì ông cứ lên bạch cụ. Nghe câu trả lời gióng giảng, Ngọc mũm mỉm cười rồi bạo dạn nhìn thẳng vào mắt chú Lan và nói: Có gì phiền đâu, chỉ vì trước kia tôi yêu một người hình dung diện mạo như hệt chú. Chú Lan điềm nhiên nói tiếp: Nên nay ông gặp tôi lại nhớ tới. A Di Đà Phật, người tình nhân của ông phải không? Chính thế, tình nhân của tôi tên là Thi. Lan khẽ hỏi: Tên là Thi? Chú Lan mặt ngẫm nghĩ rồi ngẩng phắt lên mạnh bạo nhắc lại: Tên là Thi, thưa ông? Phải, tên là Thi. Chú là lạ chăng? Cũng hơi lạ. Lan chỉ mỉm cười không trả lời. Ngọc càng ngờ lắm, giả vờ kể lể chuyện riêng. Tôi yêu cô Thi, sắp sửa hỏi làm vợ thì bỗng cô ấy đi đâu mất. Dáng chừng chú cũng quen biết cô ta nên cho là một sự lạ chứ gì. Có người bảo tôi rằng cô ấy đi tu nên tôi cứ lần mò các chùa chiền để đi tìm. Lan nghe tới đó cười khanh khách nói tiếp theo: Vậy ra ông tới chùa Long Giáng chỉ có một mục đích ấy. Nhưng cô Thi mà tôi quen biết chắc không phải là cô Thi của ông đâu. Xin ông đừng vội mừng. Đáng nhẽ ở trước cửa từ bi chẳng nên nói tới câu chuyện nhằng nhít, nhưng xin ngài cũng thấu nỗi khổ tâm của kẻ tu hành này mà tha thứ cho. Ông nghe câu chuyện của tôi sắp kể đây, xin giữ bí mật cho nhé. Được, được, tôi xin giữ bí mật. Có gì đâu, gần đây có một người thiếu nữ hơi có chút nhan sắc, hễ gặp tôi là thả lời chọc ghẹo, tôi van thế nào cũng không được. Tên cô ấy là Thi. Vì thế, thường thường đêm khuya tôi vẫn lên chùa cầu nguyện Đức Thích Ca phù hộ và giáng phép mầu nhiệm cho cô ta tỉnh ngộ mà buông tha cho kẻ tu hành này ra. Ngọc nghe câu chuyện, ngẫm nghĩ: Có lẽ nào lại thế? Hay hắn biết ta đã khám phá được sự bí mật của hắn nên hắn bịa ra câu chuyện ấy? Đã toàn hỏi căng vặn thì bỗng chú Lan nói một mình: Chết chưa, chưa bảo ông hộ đi mượn bàn. Rồi chú hấp tấp chạy xuống nhà. Lan tưởng làm thế để đánh trống lảng, nhưng ngờ đâu càng khiến cho Ngọc đoán chắc chú là gái, vì Ngọc nhận ra rằng hễ khi nào câu chuyện đến chỗ nguy hiểm là Lan tìm cớ nọ cớ kia để xa lánh. Ngọc mừng thầm nói một mình: Có tài thánh cũng không giấu nổi ta. Vừa nói dứt câu đã thấy Lan ở dưới chạy lên, nét mặt thản nhiên tươi cười. Ngọc ỡm ờ hỏi: Chắc tối hôm nay đàm chay có chạy đàn thì thế nào cô Thi cũng đến xem nhỉ? Lan vô tình không hiểu: Cô Thi nào? Cô Thi của chú đã quên rồi à? Nam mô A Di Đà Phật, ông chớ có nói đùa, nhỡ đến tài cụ thì còn ra sao? Nhưng chuyện có thực đâu mà chú sợ. Chú ạ, cô Thi của chú yêu chú mà chú không thể yêu được. Còn cô Thi của tôi thì tôi yêu mà cô ta lại không thể yêu tôi được. Hay cô không muốn yêu tôi? Chú Lan nghiêm sắc mặt trả lời: Nếu ông còn muốn tôi nói chuyện với ông thì xin từ nay ông đừng đem những chuyện bậy bạ kể cho tôi nghe nữa. Xin vâng ạ. Chỉ vì tôi coi chú như là người bạn thân của tôi nên mới dám ngỏ tâm sự với chú. Nhưng chú không muốn nghe thì thôi, can chi mà chú phải giận. Lan mặt đỏ bừng, trách Ngọc: Xin ông biết cho rằng vì tôi thấy ông là người có lễ độ, có học vấn nên thỉnh thoảng muốn đem đạo Phật ra bàn cùng ông cho rộng kiến thức. Nhưng nếu chỉ là câu chuyện bất chính phạm tới 8 điều răn thì xin từ nay ông tha cho. Ngọc gượng cười: Thôi thôi, xin lỗi chú. Chương 6.
Luôn hai tối, các nhà sư ở những chùa lân cận tiếp được giấy mời của sư cụ Long Giáng về tề tựu đến dự lễ rất đông. Ngoài sân chùa, ở giữa bày ba tầng án thư chồng lên nhau thành hình bậc thang, hai bên cũng đều có án thư. Nến thắp linh tinh, ánh sáng phản chiếu vào những mặt kính tròn ở các mũ giấy bày la liệt, trông lấp lánh tựa những ngôi sao. Đêm nào, các nhà sư cũng cắt lượt nhau tụng kinh đến tận 2-3 giờ sáng, hoặc ngồi ở giữa chiếu, hoặc đứng sát các án thư bên. Cứ xong một lần tụng niệm, lại có đánh trống lớn, trống con, thanh la, não bạc, nghe rất là inh ỏi. Đêm thứ ba, vào đàn giải kết. Sư cụ chùa Long Giáng vì già yếu mà việc đàn chay lại khó nhọc, nên một đồ đệ của cụ là sư ông chùa Long Vân đứng chủ trương. Sư ông ngồi ở giữa chiếu, tụng kinh một lúc lại chạy vòng quanh đàn vài vòng, nhanh hay chậm tùy theo nhịp trống. Sau lưng sư ông, gần 20 người chạy theo, nào tiểu, nào vãi, nào thiện nam tín nữ, cùng là những người nhà sự chủ. Đứng ngắm một tràng người, tay chắp ngực, chạy lượn quanh cò, khi tiến khi lui rất nhẹ nhàng, ăn nhịp như lăn trên đôi bánh xe nhỏ. Ngọc tưởng tượng đến những người bằng giấy trong chiếc đèn kéo quân đêm hôm rằm tháng 8. Chạy xong một tuần, sư ông lại vào chiếu giữa múa mền quyết ấn trông rất dẻo tay, rồi cầm kéo cắt những đồng tiền kết giấy thành hình người và treo lủng lẳng ở ba hàng dây chăng quanh bàn. Mỗi lần cắt 4-5 đồng kỳ cho hết là tan đàn. Trong khi ấy thì những người tùy tùng hoặc ngồi lễ ở sau lưng sư ông hoặc đứng sang một bên lẫn vào chỗ người đi xem. Ngọc đứng chờ ở một xó, hễ thấy chạy xong một lần lại vẫy gọi chú Lan nhờ giảng giải nghĩa hộ. Đến lần thứ ba, thứ tư, Ngọc chỉ sẽ gật đầu một cái, Lan đã vội chạy lại. Ngọc cười hỏi Lan: "Này chú, sao lại có cả hai người kia cũng chạy đàn?" "Hai người nào?" "Một người gánh một gánh cỏ và một người buộc con ngựa giấy vào mình, trông như cưỡi ngựa vậy. Nhất là nghe tiếng nhạc kêu càng thấy hệt lắm." "Đấy là những người giữ ngựa và người cắt cỏ ngựa cho ngựa ăn, đi theo hầu thầy Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Đàn này tức là ôn lại sự tích đi lấy kinh." Bấy giờ có tiếng ai thè thé trả lời ở sau lưng: "Sự tích ấy tôi cũng biết, chép trong chuyện Tây Du Ký chứ gì." Ngọc quay lại thấy một cô xinh xắn, nước da bánh mật, còn mắt ti hí, vẫn gọn gàng như phần nhiều các cô gái quê vùng Bắc. Chàng nói đùa một câu: "Cô bảo cô biết sự tích thì cô thử kể cho tôi nghe xem nào." Cô kia cho là Ngọc chế nhạo, cúi đầu không trả lời. Ngọc đoán ngay là cô con gái phải lòng chú, liền hỏi lại: "Có phải cô thi của chú đây không?" "Nam mô A Di Đà Phật." Ngọc chưa kịp hỏi câu thứ ba, chú Lan đã vội vã trong đàn. Vì lúc bấy giờ cắt kết xong, sư ông đã trở ra sân để chạy. Ngọc nhìn theo thấy người con gái ban nãy cũng chạy, liền ngay đằng sau chú Lan, nét mặt hớn hở khiến chàng không thể nhịn cười được. Đàn vừa tạm nghỉ, Ngọc lại ngồi ngay chỗ hai người, mỉm cười và khen ngợi: "Chú chạy đẹp quá! Nhất là có cô Thi, chạy theo sau lại càng đẹp lắm." Người con gái nghe gọi đến tên Thi thì ngơ ngác nhìn Ngọc rồi lại nhìn chú Lan. Ngọc thấy thế, nhớ ngay đến câu chuyện khấn khứa đêm hôm nào, chàng nghĩ thầm: "Thôi đích rồi, hắn bịa ra câu chuyện để chống chế chứ gì." Tuy biết vậy, chàng vẫn vờ vẫn, như không lưu ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô gái quê. Không những thế, chàng còn cố làm lạc hẳn câu chuyện đi và vẫn vơ hỏi cô kia: "Cô biết chuyện Tây Du à?" "Vâng, em biết. Em tôi vẫn mượn sách của con ông bá về nhà đọc. Tôi nghe được, chuyện vui lắm kia. Nhĩ, chú Lan nhĩ." Lan nghiêm nghị trả lời:
Tôi không biết, mà tôi xin cô đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không nghe chuyện cô đâu. Cô ả cười, ngã nghiêng cái đầu và cất giọng nũng nịu. Không nghe thì tôi cũng cứ nói. Chú Tiểu càng giận. Mà tôi bảo cho cô hay, cô không được phép vào trong đàn. Chỉ các sư, các tiểu, các vãi, cùng người nhà sự chủ là được phép chạy đàn mà thôi. Cô kia vẫn nhoẻn cặp môi đỏ thắm, quét trầu. Tôi cứ chạy, tôi sắp xin làm vãi kia. Ngọc thấy cô ả đỏng đảnh quá, cũng phải ngượng và đầm cáu. Rõ khéo cô này, người ta đã xuất gia tu hành, lại còn cứ trêu chọc người ta mãi. Cô gái quê xấu hổ đứng im, Lan mỉm cười nhìn Ngọc như để cảm ơn, rồi nói luôn. Phải không ông? Người ta đã xuất gia tu hành thì không nên trêu ghẹo người ta nữa chứ. Phải lắm. Ngọc trả lời ngớ ngẩn như vậy vì trí chàng đương bận tới câu hỏi của Lan. Chàng cho câu hỏi rất đáng ngờ và có một ý nghĩa trực tiếp đối với mình chứ không liên can gì đến cô kia. Tùy đoán chắc thế, chàng vẫn tảng lờ như không biết gì hết vì chàng đã nghĩ ra được một kế rất diệu sắp đem ra thi hành. Đến đàn thứ năm, chú Lan mỉm cười gật chào Ngọc ở lại để vào chạy đàn. Nhưng Ngọc giữ vẻ mặt lãnh đạm rồi quay sang phía cô gái quê, ghé mồm vào tận tai, thì thầm. Cô ở lại, đừng vào trong đàn nữa. Tôi nói cho cô nghe một câu chuyện hay. Cô ả đỏ bừng mặt không trả lời, nhìn theo Lan. Còn chú Tiểu thì có dáng tức giận lắm. Trong khi chạy đàn, hễ chú Lan đến gần chỗ hai người đứng thì Ngọc lại làm bộ ghé đến gần cô láng giềng chuyện trò thân mật. Ngọc hỏi. Tên cô là Thi, phải không? Không, tên em có là Thi đâu. Em là Vân kia mà. Bà nãy em thấy ông gọi em là Thi, em buồn cười quá. À, ra là cô Vân. Nhưng cô chớ nói với chú Lan rằng tôi biết cô là Vân nhé. Chú ấy ghen lắm đấy. Vậy này cô Vân, sao chú Lan tu hành mà cô cứ trêu ghẹo chú ấy thế? Vân giả vờ không nghe rõ, nhìn đi nơi khác. Ngọc nói lại, quyến rũ người tu hành, tội chết. Câu chuyện đến đấy thì chú Lan ở trong đàn đi ra, mặt hầm hầm, đứng gần lại chỗ hai người. Ngọc làm bộ như không trông thấy chú, vẫn cứ nghiễm nhiên thì thầm với Vân. Lan cười gằn. Này cô kia, khuya rồi đi về đi chứ, chẳng mai bà cô chửi chết. Ngọc không để Vân trả lời, nói đỡ ngay. Thì việc gì đến chú đấy, để mặc cô ấy xem chứ. Nhưng Vân nói sẻ với Ngọc. Thôi để em về, không chú Lan giận. Ngọc cũng hỏi sẻ. Cô sợ chú Lan giận à? Rồi chàng nói to, cốt để cho Lan nghe tiếng. Chốc nữa, có sợ tối thì tôi đưa về tận nhà. Lan ngoảy một cái, quay đi nơi khác. Vân tưởng chú giận mình, đứng nói chuyện với trai, liền từ biệt ra về. Nàng vừa đi khỏi, Ngọc đã thấy Lan lại gần, ôm tồn bảo bạn. Tính ông chài lơ lắm. Việc gì đến chú đấy? Nhớ cụ biết, cụ quở chết. Ai dám mách mà cụ biết. Vả cụ biết cũng chẳng sao. Cụ đi tu chứ tôi có đi tu đâu. Nhưng chú thì chú vô ơn lắm. Thế nào là vô ơn? Cô Thi phải lòng chú. Tôi có ý giúp việc tu hành của chú thành chánh quả. Nên vì chú, tôi muốn quyến rũ cô ta để cô ta buông tha chú ra. Lan đỏ mặt. Đứng trước người tu hành mà ông ăn nói tự do quá. Ngọc lạnh lùng đáp. Xin chú đại xá cho. Nói xong, quay lưng đi hẳn. Lan gọi với. Ông đi đâu đấy? Ngọc ngoái cổ lại, cười gằn. Tôi đi đâu thì can gì đến chú? Lại đi. Lan như tắt họng không nói ra được, hai giọt nước mắt long lanh dưới cặp mi đen quầng.
Chương 7. Sáng hôm sau, cảnh chùa Long Giáng trở lại yên lặng như mọi ngày thường vì việc đàn chay đã kết liễu. Mãi hơn 7 giờ, Ngọc mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy ngổn ngang các án thư bỏ lỏng chỏng ở giữa sân, gần tường hoa, một đống tro tàn cao ngất, đó là đồ mã đốt tối hôm qua. Sau mấy buổi huyên náo, sự tĩnh mịch của nơi tam thanh càng thấy rõ rệt hơn trước. Ngắm cảnh tẻ ngắt, Ngọc có cảm tưởng buồn rầu như sau mấy ngày Tết Nguyên Đán. Chùa Long Giáng ủ rũ chẳng khác một cô con gái thôn quê trong ba hôm Tết. Hắn bộ cánh đẹp, rồi hết Tết lại cởi ra mà mặc bộ quần áo nâu sòng. Ngọc ngồi nghĩ vơ nghĩ vẩn, hồi nhớ đến câu chuyện tối hôm qua. Khi rời chỗ đàn chay, chàng ra đường đi lang thang mãi, đến 1-2 giờ sáng mới trở về chùa. Đi đâu, chàng cũng chẳng biết đi đâu vì cũng chẳng định đi đâu. Chỉ cốt vắng chùa trong một thời gian khá lâu để chú Lan ngờ vực mà thôi. Vì nay, chàng đã yên trí, chàng đã chắc chắn rằng chú là gái cải nam trang. Ôm lại các việc xảy ra, những sự mắt thấy tai nghe, từ dáng điệu, nước da, lời nói, cho tới những ý tứ gìn giữ, khép nép, Ngọc không còn thể nào cho rằng chú tiểu xinh xắn kia là trai được nữa. Chàng mừng thầm sung sướng và hy vọng. Cánh cửa khẽ đẩy, chú Lan rón rén bước vào phòng, nét mặt nghiêm trang. Chú đặt một bao chè tàu xuống bàn, rồi nói: Cụ Truyền biếu ông bao chè để ông xơi nước, chè này của bà Hàn cúng cụ hôm qua. Chú bạch cụ hộ tôi rằng tôi xin đa tạ cụ nhé, ý hẳn cụ cũng biết tôi có cái ấm cồn. Ông để chúng tôi hầu cũng được, can chi phải đun nước lấy. Ngọc mỉm cười nhìn Lan. Ấy, vì tôi sợ làm phiền chú, nên tôi viết giấy về nhà xin gửi lên đủ thứ. À, ra bữa nọ, anh người nhà mang lên ở trong bồ đấy à? Chính phải. Tôi thấy có cả quyển Kiều và quyển Phật giáo Đại Quan nữa. Ngọc mừng rỡ vội hỏi. À, chú biết Quốc ngữ à? Lan điềm nhiên. Vâng. Chữ Quốc ngữ học dễ, học chỉ độ 10 hôm là đọc được, làm gì mà không biết. Ồ, thế thì hay quá nhỉ. Ngọc nghĩ đến việc đương dự định, buộc miệng nói ra câu ấy, nhưng Lan lại hiểu theo một cách khác, nên trả lời. Đời bây giờ ai không biết Quốc ngữ? Lạ, sao ông cứ nhìn tôi, ông cười vậy? Chú ạ, tôi đương nghĩ đến chú thì thấy chú vào. Tôi cho rằng tư tưởng chúng ta có liên lạc với nhau, nên chúng ta mới có thể viễn cảm tới như vậy đấy. Vì thế nên tôi cười, chú đừng có vội giận nha. Ông nói những gì tôi không hiểu. Lan đứng đưa mắt nhìn quanh phòng, rồi mỉm cười khen. Cái buồn này ông mới bài trí lại trông đẹp nhỉ? Phải. Tôi chan hoàn thế để khi chú có bước chân vào trông đỡ bề bộn, chướng mắt. Lan hai má đỏ bừng, cúi mặt trả lời. Ông cứ dạy quá lời, tôi chỉ đáng là đầy tớ ông thôi. Ngọc nói đùa. A-di-đà Phật. Rồi cười khanh khách, khiến Lan xấu hổ, cắm đầu chạy thẳng. Rửa mặt xong, Ngọc đem ấm cồn ra đun nước. Ngắm lại phòng một lượt và nhớ tới câu khen ngợi của Lan, Ngọc lại mỉm cười. Thực ra cái phòng của ta giống như phòng riêng của một sinh viên trường đại học. Mà thực vậy, cái giường mắc màn ren, cái bàn thờ dùng làm án sách, cái án thư trên phủ lá cờ dạ xanh dùng làm bàn viết, trông đều sáng sủa, sạch sẽ, khác hẳn hôm mới tới. Trong phòng trơ trọi cái giường buông chiếc màn nâu, các tranh ảnh cùng những bức thủy họa của chàng treo ở tường càng tôn vẻ nhã nhặn, âu yếm của gian nhà trai con con. Ngọc tự hỏi, trang hoàng như thế để làm gì? Chàng tự hỏi, rồi nhếch một nụ cười. Thôi, ta yêu mất rồi. Mà chính thế, phải tay thần ái tình, mới có cho bày trí một cảnh u ám,
buồn rầu nên cảnh dịu dàng ngộ nghĩnh thật. Lên ở chùa mới biết yêu là có thú vị. Song chẳng lẽ ta cứ yêu cuồng, yêu bóng mãi? Thế thì cũng uổng, thà chả yêu cho xong. Liên tưởng của ý nghĩ tự nhiên nhắc Ngọc ôn lại một câu kiều, chàng buộc miệng ngâm nga. Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau. Ừ phải, người ta tu hành, tội nghiệp. Muốn cố giữ cho khỏi nghĩ vớ vẩn, Ngọc lấy quyển sách bàn về đạo Phật của David mà chàng vừa mua tuần lễ trước ra coi. Nhưng mới đọc được vài trang đã chán ngắt, chàng lại gấp sách lại. Bỗng chàng giật mình, mấy giọt nước nóng bắn vào tay. Thì ra ấm nước đặt trên bếp cồn sôi từ bao giờ mà chàng vẫn không biết. Đến cả tiếng nước reo, chàng cũng không nghe thấy. Ngọc xoa tay mỉm cười, lấy ấm ra pha chè, uống mấy chén liên tâm. Chàng thấy tinh thần tỉnh táo, tâm trí hớn hở và ngắm cuộc đời. Chàng có rất nhiều tư tưởng lạc quan, rồi nghĩ chuyện nọ, nhảy sang chuyện kia. Lẩn mẩn, chàng tự đặt mình vào địa vị từ thức, sống trong cảnh động phi lai. Bấy giờ, nhìn qua cửa sổ, ngắm cảnh đồi thoai thoải sau chùa, chàng thấy hiện ra nhiều vẻ xinh đẹp, những vẻ xinh đẹp huyền bí. Chàng tưởng tượng dưới đám lá chè lấp lánh, rung động bởi ngọn gió dịu dàng mơn trớn, một cô tiên yểu điệu đương ngồi mơ màng thầm nhớ tới ai. Chàng mỉm cười với cảnh vật, mỉm cười với làn không khí bao bọc người yêu. Cúi nhìn xuống cái vườn con bên cạnh cửa sổ, bỗng chàng chú ý và mắt chàng đăm đăm không chớp. Trong hai khoảng tròn đất mới xới, bên cây đại, cành khô khan và mốc thết, có hai cây ngọc lan nhỏ mềm mại, ai vừa trồng. Mỗi cây ngọn nở một bông hoa trắng muốt. Chàng chú ý đến là vì tâm trí đương bị cái tên lan đẹp đẽ ám ảnh, chàng ngây ngất người, ngẫm nghĩ. Ngọc Lan, có lẽ thế chăng? Âu yếm mà kín đáo lắm. Chàng thấy lòng phấn khởi, mạnh bạo và chàng chép miệng nói một mình. Chà, thì ta cứ thử liều một chuyến xem nào. Không vào han hổ, làm sao bắt được hổ con? Câu nói có vẻ tuồng, khiến chàng cũng phải phì cười. Mà vào hang hổ thì đã lấy gì làm nguy hiểm? Chỉ có việc đem giấy bút ra viết một bức thư. Bức thư ấy trước kia đã 3-4 lần Ngọc viết rồi, nhưng mỗi lần viết xong chàng lại xé nhỏ vứt đi. Vì một là chàng sợ Lan không biết quốc ngữ, hai là chàng sợ bị cự tuyệt. Lần này thì chàng nhất định quả quyết, liền mở hộp giấy viết thư màu tím, lấy một tờ ngồi viết. Chú Lan. Mới được hai chữ, Ngọc đã chau mày, tắt lưỡi, xóa đi. Không được, chẳng chú nữa. Chàng liền lấy tờ giấy khác, viết lại. Cô Thi, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi bắt đầu đọc bức thư của tôi bằng một câu niệm Phật, để xin Phật đồ trị cho kẻ khổ sở này, như Phật đã đồ trị cho hết thảy chúng sinh. Vì tôi chỉ là một người lạc lối trong rừng người, như một hạt cát bị vùi trong bãi cát sông Hằng Hà. Nhưng cô cũng là một người, cũng chỉ là một người. Dù cô muốn xa lánh cõi tục, dứt bỏ trần duyên, song cái bản tính của con người dễ một lúc mà cô xóa bỏ nổi được. Cái bản tính ấy là tình, là A-di-đà Phật, là ái tình. Ái tình là bản tính của loài người, mà là hạnh phúc của chúng ta. Tôi yêu cô, và nếu tôi đoán không lầm, thì cô cũng chẳng ghét tôi. Vậy can chi ta lại làm trái hạnh phúc của ta? Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế để đưa linh hồn chúng sinh tới cõi nát bàn mà hưởng hạnh phúc bất vong bất diệt. Nhưng hạnh phúc của chúng ta chỉ ở ái tình. Đó là A-di-đà Phật, đó là nát bàn của chúng ta. Mấy hôm nay tôi đọc quyển Phật giáo, tôi thấy tôi yêu đạo Phật. Tôi yêu đạo Phật thì tôi lại càng yêu cô. Tôi yêu một cách chân thành, tôi yêu trong linh hồn, trong lý tưởng. Cô tha thứ cho
tôi không thể cứ yêu mãi chú Lan. Phải cho phép tôi yêu cái linh hồn thực của chú Lan mới được. Cái linh hồn ấy là cô Thi. Cô xem thư mà xét thấu lòng này, thì tức là cô vân ý Phật cứu vớt được một linh hồn đương bị đắm đuối ở cõi nhân gian. Ngọc y phục chỉnh tề, rồi gấp thư cho vào phong bì, bỏ túi ra đi. Lên chùa trên, gặp chú Mộc, Ngọc đột nhiên hỏi: "Chú Lan đâu?" Chú Mộc thấy Ngọc ngơ ngác, tưởng mới xảy ra sự gì. "Chú Lan ở vườn sắn sau chùa, có chuyện gì đấy ông?" Ngọc chỉ kịp trả lời một tiếng không, rồi lật đật đi thẳng, khiến chú Mộc ngạc nhiên đứng nhìn theo. Ra tới vườn sắn, vì sắn lá cao mà lại trồng bên sườn đồi, chỗ hiểm chỗ khuất, nên đến 5 phút sau, Ngọc lại nghe rõ tiếng sột sạt mới tìm thấy nơi Lan đứng. Bên cạnh chú, ngổn ngang một đống cây sắn nhổ lên, còn để nguyên củ, cành và lá. Ý chừng Lan làm việc nhiều mệt nhọc, đứng thở, một tay để vào ngực, Ngọc rón rén đến sau lưng, ỡm ờ chào. "Kìa, cô Thi!" Lan thông thả quay mặt lại, điềm nhiên trả lời: "Không, tôi đây mà, cô Thi nào dám vào vườn sắn của nhà chùa." Nói xong, chú cười rũ rượi, chảy cả nước mắt, đỏ ửng cả hai má, rồi lại nói tiếp: "A-di-đà Phật, ông muốn gặp cô Thi, thời gian nhà cô ấy chứ?" "Không, cô Thi khác, cô Thi của tôi kia." Lan không để ý đến câu trả lời của Ngọc, nhìn trời rồi nói: "Mặt trời đã lên cao, phải mang sắn về mới được, chẳng củ quỡ chờ đấy." Chú liền lấy dây lạc, buộc qua quýt lại bó sắn, còn Ngọc thì thò tay vào túi, rút ra bức thư, lại ấn bức thư vào, như thế đến 3-4 lượt. Lan vác bó sắn lên vai, rồi chào: "Thôi, ông ở lại, tôi về chùa." Ngọc nói lúng túng: "Được, này, này, tôi... sao chú không bẻ lấy sắn đem về? Còn cành lá thì bỏ đi cho nhẹ việc hay không?" "Cành để rồng và đun chứ." Lan vừa trả lời, vừa bước xuống đồi. Ngọc đi theo như toàn níu lại: "Thì hãy ở lại, chờ tôi rồi cùng về một thể." Lan sợ hãi, đặt vội bó sắn xuống đất. "Vâng, thì ở lại, nhưng ở lại thì làm gì mới được chứ?" "Ở lại ngắm cảnh." "Rời nắng còn ngắm cảnh gì? Nắng thì ta ngồi xuống dưới bóng lá sắn." "Này cô..." Ngọc vừa nói vừa rút bức thư ra. "Này chú, ông dạy, hôm nay chắc mát rồi." "Vâng, chắc mát rồi." Hai người lại nhìn vớ vẩn, Ngọc toàn đưa bức thư. "Chú ạ." "Vâng." "Sắn ăn ngon đấy chứ?" "Vâng, ngon, nhưng ông để tôi đội về, chẳng cụ kêu." "Chú để tôi màn đỡ." Lan không trả lời, đội bó sắn chạy vùng vụt xuống đồi, để trơ Ngọc đứng lại một mình, bần khuần. Ngọc chép miệng thở dài, rồi quả quyết lấy bức thư ra, xé làm tư, vứt xuống đất. Về đến cổng chùa, Ngọc gặp chú Lan đi ra, có dáng vội vàng hấp tấp, chàng buồn rầu, chẳng thèm chào hỏi. Lan chạy một mạch lên đồi sắn, đến chỗ ban nãy, chú vui cười, rồi nói: "Đấy rồi." Thì ra chú bỏ quên con dao nhọn dùng để đào và chặt sắn. Bỗng chú đăm đăm cúi nhìn, nói một mình: "Không biết giấy gì của ông ấy thế này?" Ngắm kỹ, Lan nhận ra cái phong bì xé làm 4 mảnh. Trên một mảnh thấy có 2 chữ: "Cô Thi." Thốt nhiên, Lan buộc ra câu hỏi: "Cô Thi nào?" Lan ngồi cặm cụi chắp lại các mảnh thư ở trong phong bì. Bên mình gió thổi xô xát lá sắn, tiếng kêu lạc xạc. Những mảnh giấy tím chỉ trượt bay, Lan phải lấy những viên gạch chặn lên trên. Một lát sau, khi đã đọc xong bức thư, Lan còn thơ thẩn trên đồi. Gió càng thổi dữ,
các tà áo lang bay phấp phới, mà tim lang đập mạnh như cũng bị sức gió làm xao xuyến. Lang buồn rầu nghĩ ngợi, hai má có ngấn hai hàng lệ. Bỗng tiếng mõ tụng kinh ở dưới chùa đưa tới, một nụ cười kín đáo nở trên môi, lang thong thả trở về. Qua dãy phòng nhà trai, lang liếc mắt thấy Ngọc ngồi ngưỡng cửa, tay tì vào má có dáng tư lự. Thoáng thấy lang, Ngọc khẽ gật đầu chào, nhưng lang yên lặng, rảo bước đi thẳng lên chùa trên. Lang khẽ đẩy cửa, rón rén đến gần bàn thờ, nhìn trước nhìn sau, như người mới phạm một trọng tội mà có kẻ biết sắp đem tố giác. Ngửi thấy mùi trầm ngào ngạt, nghe thấy tiếng tụng kinh dịu dàng, lang tươi cười thở dài như kẻ ngã xuống sông vừa ngoi lên được trên mặt nước. Làn không khí êm đềm tịch mịch bao bọc những pho bụt khổng lồ, nét mặt thản nhiên. Trên bục gỗ, sư cụ khoác áo cà sa ngồi ngay thẳng như một pho tượng, chỉ hơi mấp máy cặp môi và động đậy cánh tay gõ mõ. Lang đứng sững hồi lâu, mắt nhắm lim dim, hai tay chắp ngực, rồi thong thả, nhẹ nhàng như cái bóng, mòn mèn lại sau lưng cụ, ngồi xẹp xuống đất, lăm râm khẩn. Đêm đã khuya, phố Việt Philadelphia xin tạm dừng câu chuyện ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình kỳ sau. Mến chúc các bạn một đêm yên lành.